Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn, chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đoán xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày nhâm ngọ tháng kỷ hợi, năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giá hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chủ tứ vai ngũ hành ngũ hành niên mệnh dương liệu mộc ngày nhâm ngọ tức can khắc chi nghĩa là thủy khắc với họ và ngày hôm nay là ngày cát vai nạp âm um, dương liệu mộc kỵ tuổi bính tý canh tý ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành họa cục xung với tí hình ngọ hình dậu hải xỉu phá mão và tiệt hợi vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi giáp tý canh tý bính tuất bính thìn tuổi xung trong tháng tuổi tân tỵ đinh tỵ và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc sao nguyệt giải tốt mọi việc sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thủ tự thì xấu sao phổ họ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi xuất hành sao thanh long hoàng đạo tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên lại xấu mọi việc sao hoang vu xấu mọi việc sao hoàng sa xấu đối với xuất hành sao trùng tang kỵ về cưới hỏi an táng khởi công động thổ về nhà mới sao trùng phục kỵ về giá thú an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính tây và sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 mời các bạn đoán xem vận trình của mình để đoán lành lánh dữ nhé Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, tí ngọa mạo dậu cái điều này gây ra tác động xấu lên vận trình của bạn ngày hôm nay khiến cho bạn tuổi tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi và bản mệnh cần phải loại bỏ những suy nghĩ cực đoan tiêu cực nếu như muốn một ngày của mình trôi qua nhẹ nhàng hơn. Trong chuyện tình cảm, bạn tuổi tí ngày này, có thể bạn sẽ nhận được sự quan tâm tới từ một vài đối tượng khác giới, xong bạn trở nên vội, động lòng bởi chưa chắc đối phương đã là người đáng tin tưởng. Và nếu như bạn đang quản độc thân, đôi bên đều cần nhiều thời gian hơn để hiểu rõ về nhau. Trên phương diện sự nghiệp của bạn tuổi tí ngày thứ ba này, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là Chớ nên gây hấn với người có quyền cao chức trọng trong ngày. Nếu mọi việc đều có thể giải quyết được bằng trao đổi nhẹ nhàng thì bạn tuổi tí không nên nóng nảy, nối năng lớn tiếng nhé. Và xem tử vi cũng cho thấy ngày hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm Tân Sửu với bạn tuổi tí không nên đi xa, khó gặp được người, không có người giúp đỡ, sự nghiệp không thành nên tránh thì hơn vai tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim căng thẳng nóng nảy khi làm việc dễ hành động thiếu kiểm soát tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy suy nghĩ cực đoan khi gặp phải những khó khăn tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa không nên nhụt trí, từ bỏ một cách quá dễ dạ dàng tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ giữ khoảng cách với những người khác phái tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc chớ nên gây thủ chúc oán với người có địa vị cao và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 12 số 69 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu điên màu xanh da trời quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thân tuổi Thìn tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tư hại cái điều này khiến cho bạn tuổi sửu không giữ được sự điềm tĩnh chính chắn cẩn thận như thường ngày nữa bạn thường xuyên thay đổi suy nghĩ và cách hành động khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu về con người của bạn trong ngày hôm nay và đây cũng là nguyên nhân khiến đôi bạn mạnh tuổi xỉu thường mất kiên nhẫn, thậm chí là mắc lỗi sai khi phải giải quyết những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận. Có lẽ với bạn tuổi xỉu cần phải sốc lại tinh thần của mình nếu không muốn đẩy bản thân mình vào những rắc rối. Còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi xỉu trong ngày thứ ba này, cái nguồn tài lộc của bạn cũng chưa có được sự khởi sắc, chính tài được ổn định hơn thứ tài, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn dựa vào công việc chính hiện tại, có thể tính tới chuyện kinh doanh, buôn bán hoặc là đầu tư. Tuy nhiên, bước đầu nên tiến hành chậm rãi và nghiên cứu, phân tích chuộc kỹ các yếu tố lợi nhuận cũng như là rủi ro, tránh mù quáng chỉ vì nghe theo lời, dụ dọ của người khác bên cạnh đó vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi sửu cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng may là nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu cho bạn nếu như có chuyện gì căng thẳng bạn đừng có giấu ở trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy hai người cùng suy nghĩ thì sẽ nhanh chóng tìm ra được cách giải quyết hơn bạn tuổi sửu nhé. vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tính khí thất thường khiến cho người ngoài khó hiểu từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy hay thay đổi không kiên định với mục tiêu từ vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa dễ mất kiên nhẫn khi thực hiện công việc phức tạp từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ làm việc quá sức cần phải có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tâm sự với nửa kia để tìm ra cách giải quyết vấn đề và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 23, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dậu, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đã gặp được ngày có cục diện ngộ hành tam hợp dần ngoả tốt phù trợ cái điều này giúp cho bạn tuổi dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn và bạn tuổi dần bạn nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay xong bạn chớ biến bản thân mình trở thành người hấp tấp và vội vàng nhé Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tự dần, bạn cũng cần phải chú ý thay đổi bản tính, cả thèm chóng chán của mình. Và một khi đã quyết tâm làm việc gì, bạn nên duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong suốt quãng thời gian dài. Có như vậy thì mới mong đạt được thành công và ngày này với bạn tuổi dần bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họ vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn đang phát triển rất tốt đẹp hai người luôn tôn trọng nhau đặc biệt là mỗi khi đưa ra những quyết định quan trọng hai người luôn thống nhất được ý kiến với nhau còn về phương diện tài chính của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này hầu như không có chuyện biến lớn, có sự chuyện biến nhưng chỉ thích hợp cho đầu tư nhộ lĩa, không nên dồn hết lực làm ăn lớn khi chưa thực sự hiểu rõ về sản phẩm hay là đang có ý định đầu tư bạn tuổi dần nhé. Vài từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa quyết định vội vàng dễ mắc sai sót. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ dễ bỏ dở công việc giữa chừng khi gặp điều không như ý. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc gia đình hạnh phúc các thành viên trong nhà có được sự hòa hợp. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia. Về đánh giá của ban tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 67, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ Vi Tụi Mão thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Mão cần phải giữ chặt túi tiền của mình trong ngày hôm nay. Và đặc biệt là nếu như bạn tham gia vào các sự kiện tập trung đông người thì bạn cần phải chú ý bảo vệ về tài sản của mình nếu không cần thiết không nên mang theo số tiền lớn và bản mệnh cũng không nên chi tiêu quá phung phí trong ngày hôm nay. Và ngày này, đối với những bạn làm công việc về đầu tư, kinh doanh, cũng chứa có vội vàng đưa ra quyết định vào thời điểm này, bởi rất có thể bạn sẽ rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo đã răng sẵn và bạn cần phải bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn nếu không muốn tiền mất tật mang bản tuổi mạo nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão, bạn cũng đang chịu tác động của những sao xấu như là sao thiên lại, sao hoang vu, sao hoàng sa, sao trùng tang, sao trùng phục. Bạn đang có điểm báo xuất hành đi xa không được thuận lợi. Vì vậy, nếu không cần thiết thì không nên xuất hành đi xa hay là tiến hành ký kết những hợp đồng có giá trị trong ngày hôm nay. Và ngày này là ngày 26 tháng 10 năm Tân Sửu, nhân thần nằm ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Vì vậy với bạn tuổi Mão nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, chú ý vấn đề quản lý về tiền bạc, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, chi tiêu tiết kiệm không nên phóng tay cho những việc không cần thiết, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên đầu tư chờ thời cơ khác thích hợp hơn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nghiêm túc trong công việc, không nên hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chú ý giữ dị gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 44, số 64, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này mang lại cho bạn có được nhiều tin vui và đặc biệt là nếu như bạn đang làm trong các lĩnh vực như khoa học nghệ thuật dịch vụ bạn dễ dàng tìm được cơ hội để khẳng định về tài năng của mình khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ và thán phục với bạn tuổi thìn với kinh nghiệm phong phú của mình đối với những bạn làm lãnh đạo hoàn toàn có đủ năng lực để dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công về các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp cho công việc của bạn được giải quyết thêm phần được thuận lợi hơn về phương diện tài lộc của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này dường như không có chuyện biến lớn với bạn không quá vượng cũng không đến nội suy và có thể kim nhiệm thêm công việc khác nếu như bạn sắp xếp được thời gian ổn thỏa để gia tăng thu nhập cho mình bên cạnh đó vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thọ vượng về mối quan hệ giữa bạn với những người lớn tuổi trong gia đình đang rất hòa thuận vì vậy mọi khi bối rối trước tương lai lạc lối trong việc tìm ra hướng đi cho mình bạn có thể chia sẻ với những người lớn tuổi và tham khảo ý kiến của họ xem sao Vai từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nhận được sự tôn trọng và khâm phục của mọi người. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ khẳng định được vị thế của bản thân hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc dẫn dắt mọi người đi tới thành công. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim về mối quan hệ gia đình có được sự hòa hợp chia sẻ những khó khăn với mọi người. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tôn trọng và quan tâm tới người thân của mình. Và đánh giá của ban tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 34, số 57, giờ thốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển vô cùng là thuận lợi nhờ có được tam hội giúp sức và bạn tuổi Tỵ thái độ hòa nhã nhiệt tình giúp cho bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa và may mắn hơn là với bạn tuổi Tỵ còn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa và quý nhân có thể là người mà bạn đã quên biết trong suốt khoảng thời gian bấy lâu. Bạn cần phải chú ý lắng nghe những lời chỉ bảo của đối phương và người đó sẽ chỉ cho bạn những hướng đi, hướng khắc phục những vấn đề mà bạn đang gặp phải ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai. Về phương diện tài lộc của bà thủ tỵ trong ngày thứ ba này chưa có được dấu hiệu chuyển biến tích cực, bạn nên hạn chế lòng tham, tránh đầu tư kéo lại bị thất thoát về tiền bạc. Và xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm Tân Sửu với bạn tuổi Tỵ đang chịu tác động của những sao xấu như là sao Thiên Lại, sao Hoang Vu, sao Hoàng Sa, sao Trùng Tang, sao Trùng Phục. Bạn đang có điểm báo xuất hành đi xa không được thuận lợi, cũng không nên ký kết những hợp đồng quan trọng, kéo lại gặp phải những rắc rối vai tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa được nhiều người yêu mến vì thái độ hòa nhã tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ gặp được quý nhân nhận được sự giúp đỡ của quý nhân tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc hạn chế lòng tham tránh bị thất thoát về tiền bạc tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim thể hiện khả năng của mình để khẳng định giá trị tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy không nên tiến hành những công việc quan trọng và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 66, số 89, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà Tử Ngọ, cho chúng ta thấy là bà Tử Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, ngọ ngọ tự hình. Các điều này khiến cho bà Tử Ngọ phải chịu nhiều tác động xấu và vướng phải nhiều rắc rối. Sự nóng nảy khiến cho bạn dễ dàng hành động, mất đi sự kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích kích bác từ người khác và dù lời phê phán từ phía người ngoài có khó nghe đi chăng nữa với bạn tuổi ngọ bạn mệnh nên biết rằng nếu như muốn tiến bộ thì bạn cần phải học cách chấp nhận những lời nhận xét chân thành và thẳng thắn của mọi người và những lời nhận xét ấy sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn hẳn những lời khiên ngợi nữa nhé. Với bạn thứ ngọ trong ngày này, nếu có việc cần thiết phải đi xa thì bạn nên đi về những hướng tốt như là Hỷ thần, hướng chính nam và Tài thần, hướng chính tây để tăng thêm sự may mắn cho mình, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. Vài từ Vê tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tính tình hiếu thắng, không chịu được những lời kích bác từ Vê tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, quyết định nóng vội, rất dễ mắc phải sai lầm. Từ Vê tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, thích được khen ngợi, không thích nghe những lời chê trách. Từ Vê tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nếu phải đi xa thì nên xuất hành theo những hướng tốt. Từ Vê tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, chớ tin theo những lời xu nịnh. Vài đánh giá của bạn tự ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 73, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất.

xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bạn tuổi mùi đang rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay đối với những bạn đang còn độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm tới từ những người khác giới và bạn cần phải mở lòng mình hơn bạn sẽ nhận ra xung quanh còn có rất nhiều người yêu mến mình nữa trong ngày này nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn mệnh tuổi mùi có được một ngày yên bình bên gia đình và trở về sau một ngày làm việc vất vả luôn khiến cho bạn cảm thấy thư giãn bạn và nữ kia luôn giúp đỡ lẫn nhau chung tay cùng làm mọi việc trong gia đình dù là lớn hay là nhỏ ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy với bạn đang có được những dấu hiệu tốt trên con đường thăng quan tín chức cho bản mệnh. Cấp trên đã hạn đánh giá cao về những việc bạn đã làm trong suốt khoảng thời gian vừa qua và cho bạn có được cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình nữa rồi. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim vượng vận về đào hoa, hãy mở lòng mình hơn với những người tiếp cận với mình. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có được cơ hội gặp được người trong mộng. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa yêu thương và giúp đỡ nửa kia trong công việc. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc cố gắng thể hiện năng lực của bản thân và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 45 số 81 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu xám màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Ngọ tuổi Mùi Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thân, cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh. Cái điều này gây ra nhiều rắc rối trong vận trình của bạn ngày hôm nay. Và với bà tuổi thân sẽ gặp phải những điều không như ý muốn trên con đường thăng quan tiến chức. Có thể đồng nghiệp gây ra nhiều rắc rối khiến cho bạn buộc phải xử lý, không còn thời gian để tập trung vào công việc chính của mình nữa. Và những lúc như thế này với bà tuổi thân, dù có nóng giận đến mấy đi chăng nữa, bạn cũng chớ nên đôi co bởi làm như vậy chỉ khiến cho mọi việc trở nên phức tạp hơn mà thôi. Tốt nhất là bạn hãy bình tĩnh cùng nhau, nắm tay nhau để giải quyết hậu quả bà tuổi thân nhé lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân đang gặp ngày có hỏa khắc với kim cái điều này cũng cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia cũng không được mấy tốt đẹp một vấn đề bất tật nảy sinh khiến cho hai người đều cảm thấy buồn bực và bạn đừng có vội nóng giận mà quy kết trách nhiệm cho ai đó hãy bình tĩnh nói chuyện để hóa giải những xích mích xảy ra còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này lại may mắn có được các thần trợ mệnh giúp cho công việc kinh doanh buôn bán của bạn phát tài phát lộc và có người may mắn còn được trúng số trúng thượng nữa. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy gặp nhiều rắc rối do đồng nghiệp và cấp dưới gây ra. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa không có thời gian để tập trung vào nhiệm vụ. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tránh đôi qua với người khác vì việc đó là vô nghĩa, tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nên mở rộng quan hệ, không nên khép mình. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hiểu lầm nửa kia, đôi bên cần phải bình tĩnh trò chuyện. Và đánh giá của bà tử thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 59, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dậu thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là bà tuổi dậu đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bà tuổi dậu có ý chí phấn đấu mạnh mẽ và một khi xác định được mục tiêu là bạn sẽ cố gắng cho đến cùng cho dù có bị mọi người phản đối đi chăng nữa và bạn cũng chẳng hề sờn lòng. Tuy nhiên với bạn tuổi dậu, bạn cũng cần nên nhớ rằng có tình tách mình ra khỏi tập thể là không tốt. Nhiều khi bạn không thể tự mình giải quyết được tất cả mọi chuyện và tinh thần đoàn kết là vô cùng quý giá. Nó sẽ giúp cho mọi việc vốn khó khăn trở nên đơn giản hơn rất nhiều bạn tuổi dậu nhé. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cũng cho thấy về mối quan hệ tình cảm của bạn đang phát triển không được lý tưởng cho lắm. Bạn tuổi dậu không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi quản chưa chắc chắn với cảm xúc của mình. Nếu không, tương lai của bạn sẽ phải hối hận nữa đó. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có thái độ làm việc chăm chỉ, cần cù và quyết tâm. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa kiên định với mục tiêu, không nghe theo lời bàn ra tán vào. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ nên hòa nhập hơn với tập thể, chớ có cô lập bản thân. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc các mối quan hệ phát triển không được lý tưởng. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 78, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất phát triển trên con đường sự nghiệp rất thuận lợi và bạn tuổi Tuất có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn và những người ấy sẽ giúp cho bạn có được những bước tiến ổn định hơn trong tương lai trong ngày này đối với những bạn làm công ăn lương cần phải tiếp tục cố gắng để phấn đấu gây dựng được ấn tượng tốt với lãnh đạo và bạn là người có tài vì thế chẳng sợ không có được cơ hội để phát triển cao xa hơn nữa rồi cấp trên sẽ nhận ra khả năng của bạn mà thôi và ngày này với bạn ý Tuất cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này giúp cho bạn đang có được một mái ấm rất hạnh phúc. Và nếu như bạn đã kết hôn rồi, hẳn hai người sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm cho những hành động của đối phương mọi khi nóng nảy. Sự bao dung sẽ giúp cho cả hai người tín thật xa hơn nữa về phương diện tài lộc của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này vận trình tài lộc của bạn khởi sắc lên trong thấy tình hình kinh doanh buôn bán của bạn có được sự khả quan dù buôn bán lớn hay là nhỏ bản mệnh cũng tất bật về công việc đơn hàng tới tấp dù doanh thu lý tưởng nhưng bạn lại thận trọng khi cho người khác vay mượn tiền tránh bị thất thoát về tiền bạc về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh từ vi tuổi bính tuất Thuộc mệnh Thổ tiếp tục cố gắng hơn nữa để gây dựng được ấn tượng tốt với lãnh đạo từ vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc nửa kia thấu hiểu và thông cảm cho bạn từ vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim vợ chồng bao dung cùng nhau vượt qua khó khăn từ vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy nhận được sự đánh giá cao của mọi người và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 33, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tuất. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi trong ngày này lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ. Cái điều này làm cho bạn tuổi hợi dễ gặp phải những điều không như ý trong các mối quan hệ xã giao ngày hôm nay. Và không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đáp lại bằng một tình cảm chân thành như bạn. Và bạn tuổi hợi không cần thiết phải quá thất vọng hay là buồn bã vì thực tế điều này nhé trong gia đình mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như ý muốn hai người tỏa ra khá chi là lạnh nhạt với nhau với bạn tuổi hợi hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự dạn nứt này là gì và bạn cần phải cố gắng hàn gắn ngay khi còn kịp đừng có để cho đến lúc hối hận thì mọi chuyện đã quá muộn màng mất rồi Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này lại mang lại cho bạn có được nhiều niềm vui. Đặc biệt là đối với những ai làm nghề tự do, bạn nhận được một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Và trong ngày này với bạn tuổi hợi, nếu như có công việc cần thiết phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tin đi về những hướng tốt như là hị thần, hướng chính nam và tài thần hướng chính tây để tăng thêm sự may mắn cho mình. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ xã hội không được như ý. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, vợ chồng lạnh nhạt, có dấu hiệu rạn nứt. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, hãy có trách nhiệm hơn với gia đình. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nên hành động lý trí, chớ để cho cảm xúc lấn át. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy vướng phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 67, số 78, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.